Chào bạn Nhật, chào các bác. Em giới thiệu các bác một chiếc máy lọc không khí Daikin đồng hồ vuông. Một trong những con máy mà thời điểm này giá thành nó khá là rẻ, công năng đầy đủ hiện đại, sử dụng được cho phòng lớn. Chiếc này các bác sử dụng được cho phòng khoảng 55 m² đổ lại nhé. Một cái chiếc máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông có lẽ là bán chạy nhất tại thời điểm này. Chiếc này em bán là 2,5 triệu, bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu biến áp điện 220V rồi. Mã số 14, hình thức thì các bác nhìn như hình, đã làm trắng đẹp sạch sẽ rồi. Đấy. Tình trạng hoạt động hoàn hảo, mọi chức năng. Màng HEPA thay mới. Đấy. Bấm các chức năng cho các bác chạy thử nhé. Hẹn giờ tắt. Tắt bật đèn. Eco. Ion tăng tốc độ lọc, bù ẩm, tốc độ lọc khí, đồng hồ báo phần trăm độ ẩm, cảm biến báo bụi mùi. Hai cột lọc tĩnh điện hai bên các bác nhé. Chỉ duy nhất dòng Daikin này mới có thôi. Còn các dòng Pana, hãng Pana hay là Sharp không có đâu ạ. Màng HEPA thay mới nhé. Thêm một cái màng thô này nữa. Trên là các bác vệ sinh cái màng HEPA nó rất là dễ. Mà nó bền cái màng HEPA hơn. Thanh timer khử khuẩn. Nói chung là mọi thứ còn rất hoàn hảo. Khá đẹp. Giá bán thì hợp lý 2,5 triệu thôi ạ. Các bác có một cái chiếc máy lọc khí bù ẩm, khử khuẩn, khử mùi cho gia đình rồi. Bên này là bình nước bùa nhé. Màn tạo ẩm rất là đẹp. Thông số tem mát ở đây các bác nhé. Đời 2015. Đấy. Bình thường như bọn này thường 2013 đấy các bạn. Đấy, nhưng mà con này thì tận 2015 này. 2015 sang đây kim vàng trăng thì còn 2014. CD máy 9302 MCK 70 75W. Giá bán là 2,5 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển. Bác nào lấy các bác alo nhé. Chào các bác.